Hello, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn để làm sao để chuyển làm sao để kiếm được thu nhập thụ động từ các loại tiền kỹ thuật số của các bạn thông qua một cái app ứng dụng là BlockFi. Và cái app ứng dụng BlockFi này thì rất là tốt đối với những bạn nào mà muốn là tích trữ một cái đồng tiền kỹ thuật số trong thời gian là dài hạn, và các bạn muốn kiếm được cái một phần từ thu nhập thụ động từ nó. Nó giống như việc là các bạn gửi tiết kiệm ngân hàng vậy. Thì ở đây trong cái app BlockFi thì họ có cho chúng ta earn được những cái interest, tức là những cái phần trăm khác nhau. Ví dụ như đây, các bạn sẽ gửi BTC thì các bạn sẽ có được cái tỷ lệ phần trăm 4,5% trên một năm, hoặc các bạn gửi các ETH thì các bạn sẽ được có là 5% một năm. Hoặc trong 2022 này thì họ có update rất nhiều những cái đồng tiền kỹ thuật số khác nhau, ví dụ như là Litecoin, Uniswap, Chainlink vân vân, Dogecoin hay Polygon, Matic vân vân, hay là Avax hay Polkadot, hay các dự án về Cardano ADA hay các dự án về Solana, LO vân vân. Thì các bạn có thể đều kiếm được những cái thu nhập thụ động từ việc là các bạn sẽ gửi từng cái đồng tiền kỹ thuật số của bạn từ sàn mà các bạn mua chuyển sang cái app BlockFi này. Thì ở đây sau khi các bạn tạo tài khoản BlockFi ở đây thì sẽ có link là appblockfi.com, thì mình sẽ để cái link đăng ký cho các bạn ở phần mô tả. Các bạn sẽ click vào ở phần đăng ký. Ở phần đăng ký thì các bạn sẽ mất một vài ngày để verify, xác thực tài khoản, rồi là xác thực chứng minh thư, địa chỉ vân vân. Thì cũng sẽ phải mất một vài ngày để sàn cái app BlockFi này sẽ verify cho các bạn. Thì các bạn có thể tham khảo thêm về những cái thông tin về cái app BlockFi thông qua trang web là BlockFi.com ở đây. Thì đây chính là cái trang chủ của BlockFi. Và BlockFi mission ở đây là gì? Chính là earn interest và borrow cash and trade crypto. Ở đây trade crypto thì mình sẽ không đề cập tới ở đây. Thì các bạn sẽ chỉ cần là gửi các loại tiền kỹ thuật số của bạn vào cái app BlockFi này thì các bạn earn interest. Qua một chút về cái giao diện của website ở đây thì BlockFi Partner ở đây và Our Mission ở đây, Resource Center ở đây, thì có rất nhiều những cái resource và khác nhau về việc BlockFi này. Thì gửi sau các bạn đăng ký thì sẽ có rất nhiều email gửi tới các bạn, và việc cái email marketing của họ thì khá là tốt, và việc chăm sóc khách hàng của họ thì cũng khá là tốt vì họ gửi những cái thông tin hầu như là liên tục theo hàng tháng năm. Và sau mỗi tháng thì các bạn sẽ nhận được là một cái email để xong là trong cái tháng đó thì các bạn sẽ nhận được bao nhiêu từ cái việc là các bạn gửi crypto vào cái app BlockFi này. Thì tuy nhiên thì video này hoàn toàn là cái chia sẻ cá nhân của mình và hoàn toàn không được coi là lời khuyên đầu tư, vì cái môi trường này thì khá là tiềm ẩn rất là nhiều rủi ro. Vì vậy các bạn cần phải cân nhắc kỹ trước khi một quyết định là đầu tư của mình. Ok, sang đến phần 2 thì mình sẽ dẫn các bạn để làm sao mà chuyển các cryptocurrency của bạn vào cái app BlockFi này. Thì ở đây thì có cả giao diện là app trên điện thoại và trên máy tính. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn trên máy tính, và các bạn sau đó thì các bạn sẽ cài đặt cái ứng dụng này trên điện thoại, hoàn toàn là đơn giản thôi. Thì để mà nạp thì các bạn sẽ ở đây thì các bạn sẽ có là các dashboard này, account này, phần fun, phần it withdraw, phần chơi, phần borrow vân vân. Hai phần là chơi và borrow thì mình sẽ tạm thời bỏ qua, và ở đây thì các bạn lưu ý đến phần fun và phần withdraw. Fun thì các bạn sẽ click vào phần fun này. Ở đây thì có hai phương pháp là để nạp là crypto transfer hoặc là wire transfer. Thì ở đây thì ở mình ở Việt Nam thì mình sẽ không dụng qua được là purchase silver coin by USD do bank account được. Và thì các bạn sẽ click vào phần crypto transfer ở đây. Và sau phần này thì các bạn sẽ click vào phần ở đây thì có rất nhiều đồng khác nhau. Đó thì các bạn sẽ chọn bất kỳ đồng nào được. Ví dụ như đây mình sẽ chọn là BTC để chạy, đúng không? Thì ở đây thì một cái wallet address sẽ hiện ra. Thì sau đó là các bạn sẽ copy and paste, hoặc là các bạn có thể sử dụng ở đây có mã QR thì bạn có thể quét
cái mã QR này thì sẽ tự động nhận được cái địa chỉ này. Thế các bạn sẽ click vào phần copy paste ở đây và phần done ở đây. Ok, và các bạn sẽ quay trở lại phần giao diện ví ở đây. Thì các bạn sẽ có bao nhiêu thì các bạn sẽ copy and paste dán cái địa chỉ này vào đây. Ở đây thì họ đã trên sàn Binance đã tự động xác nhận mạng lưới là BTC ở đây. Đó thì sau đó thì các bạn sẽ tự chọn cái số tiền tối thiểu tối đa ở đây. Các bạn sẽ muốn rút bao nhiêu ra từ sàn này sang profile thì các bạn sẽ nhập vào đây. Ok, và trước khi nhập thì các bạn sẽ nên lưu ý là sẽ kiểm tra lại cái địa chỉ này. Thường là mình copy and paste thì không sai được, thì các bạn sẽ kiểm tra lại ba ký tự đầu và ba ký tự cuối ở đây. Ví dụ ở đây là Z8H chẳng hạn, thì các bạn sẽ quay trở lại profile, ở đây là Z8H, ok, và đây là 3KL, ok, cho việc là đảm bảo việc chắc chắn. Ok, tương tự thì các bạn cũng có thể chọn các đồng khác. Ví dụ như đây mình sẽ chọn là Litecoin LTC của các bạn. Các bạn cũng sẽ click vào phần copy and paste này thôi, và các bạn sẽ quay trở lại đây và các bạn chọn đồng coin, đây là phần Litecoin ở đây. Các bạn sẽ chọn ở đây. Đó thì các bạn sẽ chuyển sang phần Litecoin ở đây. Thì từ từ các bạn sẽ paste địa chỉ vào đây. Rồi, sẽ rất là đơn giản thôi. Thì về việc nhận này của bạn thì sau đó thì BlockFi sẽ gửi một cái email là confirm về việc withdraw của bạn của sàn Binance, và sau đó thì cái việc nhận này sẽ tùy thuộc vào cái mạng lưới mà họ sẽ có thông báo là trong vòng khoảng 15-30 hoặc là thậm chí là 4-8 tiếng thì bạn sẽ thì cái điện tử của bạn sẽ quay về cái ví BlockFi này. Một điều cực kỳ lưu ý là cái địa chỉ và cái mạng lưới của bạn thì cần phải chọn là chính xác, để mà nếu bạn gửi nhầm đi thì coi như là bạn sẽ mất cái tiền tử của bạn, vậy sẽ rất là nguy hiểm. Ok, thế bạn sẽ chú ý vào phần address, cái phần địa chỉ này, để bạn sẽ gửi chính xác. Cái phần cuối video này thì các bạn sẽ mình sẽ review cho các bạn một chút về cái interest tỷ lệ này. Thì như ở đây thì mình có nói tới ở đầu video thì các loại là đồng tiền khác nhau thì sẽ có là phần trăm API khác nhau. Đây, về đây ví dụ như là đồng ADA thì là 5,5%, ví dụ như đồng Cardano thì là 9,5%, và đồng AVAX là 10%, vân vân, 11% đối với Matic, và các phần Litecoin chia 1. Ở đây Litecoin thì họ chia ra thành từ 0 đến 20 thì các bạn sẽ nhận 3,5%, nhưng mà có các bạn có nhiều hơn 20 thì các bạn chỉ nhận được 1% thôi, và tương tự các đồng tiếp theo ở đây. Đó, một điều đặc biệt hơn là các bạn hoàn toàn có thể gửi USDT stablecoin hoặc là USDC của bạn và BlockFi để bạn có thể, và cái tỷ lệ phần trăm này cũng khá là cao, toàn là 7%, 8%, 5% một năm. Ok, và các bạn có thể là withdraw, các bạn có thể rút bất cứ lúc nào bằng cách là tương tự ở đây. Thì các bạn sẽ click vào phần withdraw ở đây. Thì các bạn sẽ click vào phần ở đây, tương tự như ở đây. Ok, và về video này thì mình sẽ làm ngắn vậy thôi, và mình hy vọng là các bạn đã biết được cách để làm sao chuyển các đồng tiền quyền số của bạn từ các sàn sang cái app BlockFi này để earn interest, các thu nhập thụ động. Và mình cảm ơn các bạn đã xem tới cuối video, và nếu các bạn ủng hộ mình bằng cách là xem tới hết cuối video và xem tới hết các phần quảng cáo của mình, và mình cảm ơn các bạn rất là nhiều, và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp sau.